Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này. Và như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là những thông tin đối ngoại nổi bật đã diễn ra trong tuần qua. Chiều 26 tháng 5, điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp tích cực của Philippines và cá nhân Tổng thống Duterte vào thành công của hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN Cộng 3 về ứng phó COVID-19 ngày 14 tháng 4 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh quan hệ song phương, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực thông qua phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2024 và duy trì các cơ chế hợp tác, đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết duy trì lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC chất lượng cao phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực. Chiều 26 tháng 5, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Na Uy, bà Ine Eriksen Søreide, trao đổi về tăng cường hợp tác song phương và phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy nhấn mạnh, hai bên cần tăng cường chia sẻ quan điểm chung về các vấn đề quốc tế, trong đó có việc đảm bảo hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp và phát triển bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp khai thác tiềm năng hợp tác giữa Na Uy và ASEAN trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 2020, tăng cường hợp tác tại Liên Hợp Quốc khi Việt Nam đảm đương nhiệm vụ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Trước đó, hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN đã diễn ra ngày 15 tháng 5. Chương trình nghị sự chia sẻ kinh nghiệm cùng nỗ lực của các quốc gia ASEAN trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề cập vấn đề hòa bình, an ninh trên Biển Đông. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, trên góc độ quốc phòng, Việt Nam đang thúc đẩy các nước ASEAN ủng hộ ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông và tham gia Bộ Quy tắc tránh va chạm trên biển của tàu công vụ nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác bảo hộ công dân đối với bà con ta sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Trong bối cảnh đó, thì Việt Nam đã coi công tác bảo hộ công dân là một trong những công tác đối ngoại quan trọng và ưu tiên cao nhất trong thời điểm dịch vẫn đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp thực hiện nhiều chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Hoa Kỳ, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản về nước trong nỗ lực bảo hộ công dân trước tình hình phức tạp của dịch bệnh. Các chuyến bay hiện ưu tiên các đối tượng cần hỗ trợ sớm như trẻ em dưới 18 tuổi, người già, người gặp khó khăn khi ở nước ngoài. Hiện nguyện vọng và nhu cầu trở về Việt Nam còn cao, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước đã được kiểm soát. Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn đang hoạt động hạn chế do dịch bệnh. Các hành khách sau khi đáp tại Việt Nam đều được xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe, cách ly theo quy định. Công tác đón tiếp, phục vụ hành khách từ mặt đất đến trên không của chuyến bay được tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh. Hành khách đều được đo thân nhiệt, kiểm tra phỏng vấn tình trạng sức khỏe trước khi lên máy bay và phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình. Tất cả các thành viên phi hành đoàn được bảo hộ y tế toàn thân. Tàu bay được khử trùng toàn bộ buồng lái và khoang hành khách trước khi tiếp tục khai thác. Và để quý vị và các bạn có thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Vâng, có lẽ là đại dịch COVID-19 thì đặt ra yêu cầu đối với công tác bảo hộ công dân ở một mức độ quy mô chưa từng có trong lịch sử của ngành ngoại giao. Vậy thì trong bối cảnh đó, đâu sẽ là khó khăn lớn nhất đối với công tác bảo hộ công dân, thưa ông? Bảo hộ công dân đợt này thì nó rất là khác với các cái đợt bảo hộ công dân khác, như là chị vừa nói. Cái lý do thứ nhất là cũng là đây là một cái đại dịch mà lần đầu tiên xảy ra, cũng như là cái mức độ lây lan cũng như là nguy hiểm hay là diễn biến nó quá nhanh như vậy, thì làm cho là nó tác động đến mọi mặt các cái đời sống xã hội rồi sức khỏe cộng đồng người dân ở trên thế giới. Và chính vì thế mà
công tác bảo hộ công dân của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái khó khăn phức tạp, là nó xảy ra các cái tình trạng như là mắc kẹt ở các sân bay, rồi là các nước là đóng cửa biên giới, rồi là triển khai thực hiện các biện pháp như là ngăn cấm các thị thực người ra vào, hình ra là bà con ta cũng bị những cái khó khăn nhất định, rồi là những cái điều kiện y tế của các nước nó cũng khác nhau đấy. Và khi mà dịch bệnh nó diễn biến quá nhanh, và đối với các nước đó thì người ta cũng phải tập trung để mà lo chống đỡ rồi cứu hộ cho bản thân người dân các nước đó, thì đương nhiên là chúng ta cũng làm việc với các nước để họ cũng hỗ trợ y tế cho cộng đồng người dân của chúng ta. Thế nhưng mà nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Cái Covid này thì nó vô hình, và cái mức độ lây lan thì nó hết sức là nguy hiểm và nhanh chóng. Do đó mà các cái cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các cơ quan đại diện ta nước ngoài đấy, thì trong cái bối cảnh dịch bệnh như vậy thì có thể nói là ở trong nước thì các cái cán bộ về y tế, rồi quốc phòng, rồi an ninh thì cũng là những cái người mà trong tuyến đầu để mà chống dịch, rồi là hỗ trợ cho công dân đồng bào ta. Thì đối với ở bên ngoài thì có thể nói là các cán bộ, các cơ quan đại diện ngoại giao thì cũng là những cái chiến sĩ trên tuyến đầu ở bên ngoài, trong cái việc là triển khai cái việc là bảo hộ công dân. Đấy, như chúng tôi vừa nói là ra sân bay, bến cảng, rồi là gặp, tiếp xúc, hỗ trợ cho bà con mình, rồi là làm việc với các cơ quan chức năng hàng không, rồi chính quyền ở các tỉnh, thành phố để mà tạo các cái điều kiện thuận lợi, phối hợp cơ quan trong nước để đưa bà con chúng ta về. Và cái nguy cơ lây nhiễm cũng rất là cao. Thì cũng thưa với chị là trên thực tế thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã có những cán bộ ở cơ quan đại diện mình trong cái quá trình làm cái công tác đối ngoại cũng như bảo công dân thì cũng đã có bị nhiễm dương tính với Covid, hoặc là những cái cán bộ trong quá trình triển khai thì đã tiếp xúc với những người dương tính, và khi về là phải tự cách ly, kể cả là những cái đại sứ hay là trưởng cơ quan đại diện chúng ta. Thì sau khi mà tiếp xúc làm việc xong thì mới nhận được cái thông tin đó thì cũng đã phải tự ở nhà cách ly. Đấy, cũng rất là may mắn là đến nay thì cũng chưa xảy ra cái trường hợp tử vong nào đối với lại cán bộ của cơ quan đại diện, nhưng mà cũng đã có những cái trường hợp tử vong đối với lại các cái người dân trong cái cộng đồng của chúng ta. Đấy cũng là điều rất là đáng tiếc, mặc dù là chúng ta cũng rất là nỗ lực khuyến cáo cũng như là phối hợp với các chính quyền sở tại để mà triển khai hỗ trợ y tế cho bà con trong cộng đồng. Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết là có rất là nhiều công dân Việt Nam thì họ đang có nhu cầu để mua vé máy bay trở về nước. Thế nhưng mà cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Và mặc dù là các cơ quan ngoại giao của Việt Nam cũng đã có những cái sự nỗ lực và cố gắng để hỗ trợ có những cái chuyến bay đưa công dân về nước, tuy nhiên là số lượng thì cũng còn khá là hạn chế. Vậy thì sắp tới thì chúng ta có tăng số lượng và tần suất các chuyến bay như vậy hay không? Đất nước của chúng ta thì vẫn còn đang phải thực hiện rất là nhiều biện pháp để ngăn chặn cái nguồn lây nhiễm từ bên ngoài đấy, để đảm bảo cho cái sức khỏe, cái đời sống của người dân ở trong nước đấy. Thành ra là cái việc mà chúng ta tiếp nhận về thì cũng phải rất là từ từ đấy, chứ cũng không thể là ồ ạt được đấy. Thì lý do là cái nguồn lực của chúng ta còn hạn chế, và cái điều kiện mà về các cái cách ly rồi là tiếp nhận và hỗ trợ y tế cho cộng đồng thì nó cũng phải có khả năng, chứ chúng ta cũng không thể tiếp xúc ồ ạt được. Nhưng mà trong cái bối cảnh đó thì là chính phủ mới có một cái chủ trương là trước mắt thì là chúng ta đưa những cái máy bay thương mại nhưng mà riêng lẻ tổ chức cái chuyến đến những cái nơi mà có đông những cái người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần thiết, như tôi đã đề cập đó, là ví dụ như là trẻ em mà cũng là vị thành niên nên chưa đến cái tuổi mà không có bố mẹ chăm sóc, thế rồi học sinh sinh viên mà đóng trường, đóng ký túc xá, rồi những người có bệnh tật ốm đau, rồi là những cái hoàn cảnh như là bị kẹt nhưng mà phải hết sức là gọi là đặc biệt cần thiết ấy.
như là đi qua công tác hay là thăm thân hay bệnh tật thì đưa về. Thế còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục là cũng khuyến cáo rồi động viên bà con ta là cũng yên tâm ở lại. Đấy là để rồi dần dần sau khi mà cái thế giới tình hình mà phòng chống dịch ở các nước nó bình ổn dần thì sẽ có các cái chuyến bay thương mại, rồi từ đó thì chúng ta sẽ tổ chức tiếp để đưa về trong nước. Đấy, còn số còn lại thì vẫn tiếp tục động viên ở lại, và các cơ quan đại diện ta thì vẫn là làm việc tích cực với các chính quyền của các nước để mà làm sao cũng có thể đảm bảo tối đa được những cái hỗ trợ cho bà con yên tâm. Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN với cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2020, thì Việt Nam đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong việc thúc đẩy nỗ lực chung và phòng chống dịch bệnh? Thứ trưởng có thể chia sẻ về những kết quả của nỗ lực này. Với cái truyền thống mà gọi là nhân văn và cái tương thân tương ái thì Việt Nam của chúng ta cũng một mặt là phòng chống dịch ở trong nước, thế nhưng mà đồng thời thì cũng vẫn là chia sẻ cảm thông với các cái nước mà bị tác động rất là lớn của các cái dịch bệnh COVID-19. Riêng đối với ASEAN thì với cái tư cách là chủ tịch ASEAN đấy, và cũng với cái tinh thần là gắn kết và chủ động thích ứng thì Việt Nam đã có thể nói là đã phát huy cái vai trò chủ tịch của mình rất là tích cực và có trách nhiệm. Cái này thể hiện qua cái việc là Việt Nam chúng ta cũng đã sớm ra cái tuyên bố chủ tịch về các cái ứng phó chung của ASEAN. Thế rồi chúng ta cũng sớm triệu tập một cái hội nghị của cái hội đồng điều phối chung trong ASEAN, rồi là thành lập ra một cái nhóm công tác liên ngành ở cấp thứ trưởng để mà triển khai các cái biện pháp hợp tác phối hợp trong ASEAN. Thế rồi chúng ta cũng chủ động là kiến nghị và tổ chức các cái cuộc họp cấp cao ASEAN đặc biệt, cũng như là cấp cao ASEAN cộng ba đặc biệt về cái hợp tác để mà chống dịch bệnh COVID. Rồi đồng thời là cũng tổ chức nhiều các cái hội nghị khác giữa ASEAN với lại các cái nước lớn đối tác của ASEAN, ví dụ như là với Trung Quốc, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, rồi với EU, với Mỹ, vân vân. Đấy, thì tất cả các cái hoạt động này cũng đã thể hiện được cái vai trò rất là tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam chúng ta, và cũng góp phần vào cái việc là tăng cường các cái hợp tác trong ASEAN về phòng chống dịch bệnh COVID. Và trong cái thời gian tới này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục triển khai một số các cái thỏa thuận giống như những cái kết quả đã đạt được trong ASEAN với nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ triển khai cái việc là thành lập cái quỹ ứng phó với cái dịch bệnh COVID, rồi là thành lập cái kho cái dự trữ thiết bị y tế ở trong khu vực, cũng như là sẽ cùng phối hợp với các nước ASEAN để mà xây dựng một kế hoạch tổng thể chung phục hồi phát triển cái kinh tế sau cái đại dịch COVID-19. Vâng, thưa Thứ trưởng, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đẩy lùi dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực, và điều này thì tạo nên rất là nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cộng đồng. Vậy thì chúng ta có thể làm gì để phát huy tối đa hơn nữa sự chú ý của thế giới ạ? Các nước họ đánh giá rất là cao, coi Việt Nam như một trong những nước đi đầu trong cái phòng chống dịch và tạo ra một cái hình mẫu để phòng chống dịch, điểm đến, một cái nơi an toàn đấy cho các cái nhà đầu tư, cho những người dân du lịch sau này. Và chúng tôi cho rằng là đây là một cái cơ hội, là một cái lợi thế của Việt Nam chúng ta để mà có thể, trước mắt thì chúng ta do thế giới vẫn còn diễn biến rất là phức tạp thì chúng ta đã ngăn được, thì chúng ta sẽ tiếp tục là quyết liệt là cái việc mà ngăn chặn nguồn nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài để đảm bảo được cái môi trường lành mạnh ở bên trong, để chúng ta dần dần khôi phục lại các cái phát triển kinh tế
du lịch cũng như là các cái ngành nghề khác cho cái đời sống xã hội, và đồng thời là chúng ta cũng chuẩn bị các cái điều kiện cải thiện mạnh mẽ hơn nữa cái môi trường kinh doanh đầu tư để chúng ta chuẩn bị cho cái việc đón các cái làn sóng đầu tư mới cũng như là các cái chuỗi cung ứng sản xuất mà từ bên ngoài có thể là vào Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Và phần cuối của chương trình thì mời quý vị khán giả cùng đến với câu chuyện hội nhập tuần này. Thông tin mới nhất vừa được tờ báo chuyên về kinh tế tài chính nổi tiếng Nikkei ASEAN Review tiết lộ, khoảng 3 đến 4 triệu chiếc tai nghe không dây AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam trong quý 2 năm 2020. Tờ báo còn cho biết việc sản xuất hàng loạt AirPods ở Việt Nam có thể đã bắt đầu từ hồi tháng 3. Các chuyên gia làm việc cho một nhà máy cung ứng của Apple thậm chí còn được nhà chức trách Việt Nam cho phép nhập cảnh trong thời điểm các biện pháp kiểm soát COVID-19 được áp dụng trên quy mô toàn quốc. Việc Apple dục dịch tuyển nhân sự trong thời gian gần đây cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi hãng này cho biết thời gian tới sẽ thành lập một đội ngũ nhỏ nhưng sẽ sớm phát triển mạnh tại Việt Nam. Vị trí giám đốc điều hành sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển thị trường Việt Nam. Hiện nay uy tín và vị thế của Việt Nam đang được đánh giá rất cao qua những cái thành công đạt được trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Đây là cơ hội để thế giới biết tới Việt Nam với lợi thế đặc biệt là về sự tin cậy chiến lược, điểm đến đầu tư an toàn và sẵn sàng đón nhận các dòng vốn chuyển dịch tới Việt Nam. Lợi thế này có thể tạo đà cho Việt Nam đi trước một bước để phục hồi kinh tế, thiết lập một vị thế mới trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, tác động từ dịch COVID-19 đã tạo ra những nhận thức mới, xu hướng tiêu dùng mới, xuất hiện các mô hình kinh doanh mới, đem lại những cơ hội thị trường để hình thành các chuỗi giá trị liên kết mới để bứt phá. Đại dịch COVID-19 đã khiến các quốc gia nhận diện rõ nguy cơ khi các chuỗi cung ứng của họ quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn có quy mô toàn cầu đã chững lại khi COVID-19 bùng phát từ Trung Quốc. Năm 2019, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang, các công ty đa quốc gia đã dục dịch chuyển dòng vốn, chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc để tránh phụ thuộc cứng vào một nguồn cung nguyên liệu. COVID-19 ập đến được xem như một cú hích cho làn sóng này diễn ra nhanh hơn. Gần đây, chính phủ Nhật Bản đã chi 2,2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ doanh nghiệp nước này rời Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu các công ty của Mỹ sớm di rời nhà máy tại Trung Quốc. Hiện một số doanh nghiệp đã về Mỹ, còn một số đến nước thứ ba đầu tư. Trong đó, tại Đông Nam Á có Indonesia và Việt Nam đã được nhiều tập đoàn lớn của Mỹ lựa chọn. Trong bối cảnh dịch vụ COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp trên toàn cầu, các tổng công ty, tập đoàn lớn và các nước như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Hàn Quốc đang có xu hướng dịch chuyển nóng qua các quốc gia khác, thậm chí có sự hỗ trợ của chính phủ nước họ. Việt Nam là một nước có nền kinh tế phát triển mạnh, nền chính trị vững vàng, trật tự an toàn xã hội ổn định và có tỷ lệ dân số vàng đầy hấp dẫn. Do đó, đề nghị chính phủ cần có những giải pháp hữu hiệu vượt trội để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Theo Chủ tịch VCCI, năm 2020 sẽ là thời điểm tăng vốn FDI nhờ vào thu hút đầu tư nước ngoài do có thương hiệu, nơi đến đầu tư an toàn và trung thực. Đây là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể hợp tác đón nhận các dòng đầu tư này từ các quốc gia phát triển có nguồn vốn dồi dào và trình độ công nghệ cao. Có thể thấy đường đua đón dòng vốn này hiện không chỉ có Việt Nam mà còn nhiều đối thủ nặng ký khác. Nếu Việt Nam không chủ động, dòng vốn này chưa chắc đã về tay. Sau khi dịch COVID-19 được khống chế trên phạm vi toàn cầu, khi các tập đoàn đa quốc gia phục hồi sản xuất kinh doanh, định hình lại chiến lược đầu tư kinh doanh trong chuỗi sản xuất, cơ hội được đánh giá là sẽ đến với Việt Nam, tùy thuộc vào các giải pháp xử lý khủng hoảng và hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ trong tương quan với các nước trong khu vực, cũng như khả năng phục hồi và hấp thụ các cơ hội của doanh nghiệp. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.